Thưa quý vị, năm 2023, cả nước có 100 đại biểu được Trung ương Đoàn trao tặng giải thưởng Lý Tự Trọng. Trong số đó, Đồng Nai vinh dự có một đại biểu đạt được giải thưởng này, đó là chị Nguyễn Ngọc Thảo An, Bí thư Thành đoàn Biên Hòa. Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý dành tặng cho các bí thư chi đoàn, phó bí thư đoàn cấp cơ sở hoặc cán bộ đoàn trực tiếp làm công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi ở cấp huyện có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác, trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2023, mời quý vị cùng làm quen với nữ thủ lĩnh thanh niên dám nghĩ biết làm này. Năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm cao với công việc là những đức tính dễ dàng thấy được ở chị Thảo An, Bí thư Thành đoàn Biên Hòa. Mẹ là cán bộ đoàn, được theo mẹ đi khắp nơi, thấy được những điều ý nghĩa mà tổ chức mang lại, cảm nhận niềm vui được nhân lên khi những phần việc, công trình của đoàn đi vào cuộc sống. Cô bé Thảo An khi đó nảy sinh tình yêu với đoàn và nuôi dưỡng ước mơ trở thành người cán bộ đoàn. Vì thế, ngay sau khi tốt nghiệp đại học, chị xin làm cộng tác viên tại Thành đoàn Biên Hòa. Sau 2 năm phấn đấu, chị chính thức gắn bó với tổ chức đoàn. Cuối năm 2021 đến nay, với vai trò Bí thư Thành đoàn Biên Hòa, chị An đã đề ra nhiều mô hình hoạt động mới trong công tác đoàn, đội và phong trào thanh niên đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra. Niềm đam mê trong công tác đoàn là khi mà được hỗ trợ người dân cũng như là giúp đỡ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, người già neo đơn, những tham gia các hoạt động an sinh xã hội và cùng tiên phong cùng với các bạn đoàn viên thanh niên nhóm lên cái ngọn lửa của tuổi trẻ, đưa các phong trào công tác đoàn của thanh thiếu nhi thành phố Biên Hòa ngày càng phát triển vững mạnh. Với nhiệt huyết của người cán bộ trẻ, tình yêu với công tác đoàn và sự bản lĩnh, chị An không quá khó khăn với công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn thành phố để thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân. Chị cũng quan tâm tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên phát triển, điển hình như sân chơi phố đi bộ huyện Văn Trị. Sân chơi được triển khai trong năm 2022 đã trở thành điểm hẹn cuối tuần thú vị cho đoàn viên thanh niên và người dân thành phố. Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo của chị An, Thành đoàn Biên Hòa là một trong những đơn vị đi đầu trong việc thực hiện chuyển đổi số, điển hình là mô hình tuyến đường không tiền mặt. Đối với An thì không có gì là không thể. Công tác đoàn 9 năm thì đối với tôi rèn luyện và có những cái cống hiến nhất định cũng như là thường xuyên theo dõi và học tập từ các đơn vị bạn. Quan trọng hơn nữa để có được cái thành tích như ngày hôm nay thì đó là cái sự hỗ trợ của các anh em đồng nghiệp, các anh chị đi trước đã cùng hướng dẫn cũng như là các bạn đoàn viên thanh niên để cùng góp lại cái thành tích chung. Và từ đó thì An có được cái thành tích như ngày hôm nay. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thảo An, Bí thư Thành đoàn Biên Hòa thì luôn sâu sát với công việc, là có trình độ chuyên môn cao. Rồi riêng cá nhân đồng chí thì thường xuyên là xuống cơ sở để nắm bắt tình hình, thường xuyên là hỗ trợ rồi cũng như là hướng dẫn thực hiện các chương trình như thanh niên tình nguyện rồi phong trào thanh niên xung kích tại địa phương. Với Thảo An, giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2023 là niềm vinh dự và tự hào, ghi dấu cho thời thanh niên với người bạn lớn, đoàn thanh niên. Đây cũng là động lực tiếp tục thôi thúc chị cố gắng, nỗ lực nhiều hơn để đưa công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi thành phố vươn xa, tạo thêm nhiều giá trị cho cộng đồng, cho xã hội.